Sở thích câu cá của Phil Foden. Sao trẻ Man City Phil Foden có sở thích cùng bố đi đâu cá dịp cuối tuần, từng bỏ lỡ buổi ăn mừng vô địch Premier League 2018 vì một chuyến đi câu đã lên kế hoạch. Foden bắt đầu tình yêu với câu cá từ ngày nhỏ khi lấy sở thích từ bố. Ông Phil Schneider, câu cá vẫn là sở thích lớn nhất của hai bố con mỗi khi tiền vệ trẻ không phải tập luyện và thi đấu. Sao trẻ Man City từng chia sẻ phần lớn các đồng nghiệp không thích câu cá vì thế khi biết anh chơi môn này thì coi là lạ lùng. Họ không hiểu tại sao bạn lại thích nó. Rõ ràng họ cần phải thử mới biết. Tôi nghĩ đó là sở thích hoàn hảo để đôi chân được nghỉ ngơi và thư giãn. Foden cho biết. Vì một chuyến đi câu cá được lên kế hoạch trước với bố mà Foden lỡ buổi ăn mừng danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh năm 2018 với các đồng đội ở Man City. Trên mạng xã hội, tiền vệ sinh năm 2000 nhiều lần chia sẻ ảnh chụp thành quả là những con cá to sau những chuyến đi câu khắp Anh và Tây Ban Nha. Con cá to nhất Foden từng câu được nặng gần 60kg. Khi tôi khoảng 6 hay 7 tuổi, bố có một cái cần câu của ông và rủ tôi đi câu cá. Tôi đã yêu thích môn này và cuối tuần nào chúng tôi cũng đi câu. Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi câu được con cá không to lắm, khi đó tôi vẫn đang học hỏi mà nhưng rất vui vì đó là lần đầu bắt được. Ngoài sự háo hức câu được cá, nó cũng là dịp bạn thư giãn nghỉ ngơi và dành thời gian bên bố. Tôi nghĩ trò này rất tốt khi bạn phải để chân nghỉ ngơi và tôi thấy nó vô cùng thú vị. Có chiến thuật nữa đấy, khi bạn phải biết điểm đặt cần câu, chỗ nào có cá, câu ở các độ nông sâu khác nhau. Đằng sau việc câu cá có nhiều chuyện lắm, nhưng mỗi khi được nghỉ tôi đơn giản là đi câu thôi. Tôi không phải là chuyên gia nhưng vẫn cố gắng câu được cá, Foden có lần thổ lộ. Tiền vệ người Anh bày tỏ ngoài bố ra anh còn muốn đi câu với một người nữa. Nếu tôi phải dành cả ngày đi câu và có thể đưa một người theo thì đó sẽ là Lionel Messi. Anh ấy là thần tượng của tôi từ khi tôi còn là cậu nhóc, Foden thổ lộ. Tiền vệ Man City nói thêm anh thích các môn thể thao nói chung nhưng không chơi, chỉ đam mê câu cá. Phil Foden sinh năm 2000, là ngôi sao trẻ nổi tiếng người Anh đang thi đấu cho Man City. Anh được coi là một trong những cầu thủ trẻ hay bậc nhất thế giới hiện nay. Trưởng thành trong đội trẻ Man City, Foden lên đội tháng 1 năm 17 tuổi và thi đấu ngày càng chững chạc. Năm 2018, tiền vệ 23 tuổi là cầu thủ trẻ nhất của câu lạc bộ ghi bàn ở Champions League. Foden có 5 danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh, 2 FA Cup và 1 Champions League. Tiền vệ trẻ đã có 24 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này và vừa được Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh bầu chọn là cầu thủ hay nhất ngoại hạng Anh mùa 2023-2024. Chưa đầy 24 tuổi nhưng Foden đã là ông bố hai con đủ trai, gái. Tiền vệ trẻ và bạn gái lâu năm Rebecca Cook đang đón chờ đứa con thứ ba chào đời trong năm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.